Xin chào tất cả các bạn, tôi là Mạnh, tôi là chuyên gia về ô tô, nhưng mà tôi lại không chuyên gia đứng trước ống kính. Cho nên thời gian gần đây có rất là nhiều người hỏi tôi rằng là có 300 triệu thì nên mua dòng xe gì. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái video là để các bạn nhìn tổng quan hơn về 300 triệu thì chọn dòng xe gì. Với cá nhân tôi, với kinh nghiệm 10 năm của tôi, với bí quyết của tôi có thể chia sẻ là với 300 triệu bạn hoàn toàn có thể chọn được một những dòng xe. Sau đây, Vios 207 trở về, Lachetti 209 trở về, Morning 212, cả xe nhập và xe trong nước trở về, Get 209 trở về, i10 214, 213 trở về, và có rất là nhiều dòng xe khác, Genta 210, 211 trở về. Bên cạnh đấy là những dòng xe thông dụng mà cá nhân tôi hay tư vấn và gặp một số dòng xe khác, đó là dòng Ford Laser, Escape, dòng Santa Fe và cũng có một vài dòng khác. Vậy thì với những anh chị mà chọn dòng Vios thì có những ưu điểm sau. Thứ nhất là một ít nhiên liệu, thứ hai là gầm bệ tốt, thứ ba đó là dòng xe ít mất giá. Nhưng mà form không được đẹp. Đối với dòng xe ghép thì nó là ngắn, nhưng mà nó lại hay cái gầm bệ của nó, nếu mà dòng xe ngắn cho nên là cái gầm bệ của nó hay xuống. Đối với dòng Morning cũng vậy, đối với dòng i10 cũng vậy. Nhưng đối với dòng Lachetti thì sao ạ? Lachetti thì nó lại dài xe, số cồn nó lại cao, và cái phần máy của Lachetti thì nó nếu để dần dã và để đi đường dài thì nó sẽ nhanh xuống hơn dòng Vios, và sửa chữa thì đắt hơn một chút. Vậy thì hôm nay tôi đã giúp các bạn nhìn cái tổng quan về các loại dòng xe, còn lựa chọn như thế nào thì tôi có các bạn. Nhưng với kinh nghiệm của tôi hơn 10 năm thì tôi có để số điện thoại bên dưới, và anh chị nào đang băn khoăn là mình nên chọn cái dòng xe gì thật sự với mình thì cái insight bên trong mình, thì các bạn có thể gọi điện cho tôi có thể tư vấn giúp anh chị hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh chị đã xem video và hẹn gặp lại anh chị hôm nay thật là vui vẻ. Xin chào anh chị.